các bạn ạ nhiều. Các bạn thấy video hết đừng quên like đến kênh của mình. Hiện tại bây giờ thiết bị thông minh á, ngoài phân phối những thiết bị điện, thiết bị vệ sinh cao cấp, tư vấn thiết bị nhà thông minh chính hãng, và đặc biệt hơn là bên mình có hỗ trợ tư vấn cho các bạn cách lắp đặt về những thiết bị điện, thiết kế nhà ở sân vườn. Các bạn có nhu cầu thắc mắc thì bạn hãy liên hệ tiếp qua mình Zalo hoặc là Facebook, mình sẽ liên hệ tư vấn và trao đổi bạn một cách miễn phí.